giữa chàng trai và cô giáo rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đây? Chàng trai này tên là Sun Che, là một shipper bình thường như bao người khác, đồng thời cũng là một thiên tài piano ngàn năm hiếm có. Hôm đó, anh ấy giao đồ ăn đến nhạc viện nổi tiếng nhất ở đây. Khi nghe thấy tiếng piano ở đằng xa, anh bất giác đi theo hướng âm thanh vào trong, từ từ kéo rèm cửa ra nhìn vào bên trong, thấy dáng vẻ người khác đánh đàn. Anh vô cùng ngưỡng mộ, thế là đợi đến khi không có ai, anh mới dám bước vào đàn một bài. Nhưng rất nhanh tiếng đàn đã thu hút sự chú ý của người khác. Trường học lập tức cho người đến kiểm tra, bởi vì buổi chiều vẫn còn một buổi biểu diễn rất quan trọng. Nếu nhạc cụ bị người khác phá hỏng, vậy thì sẽ gây ra tổn thất nặng nề. Lúc này, Sun Che đang trốn trong nhà vệ sinh. Một giây sau, một vị giáo sư cũng đi vào. Thông qua camera họ biết được là một tên shipper làm loạn ở đó. Đúng lúc này điện thoại của Sun Che lại kêu. Anh định lấy ra đọc tin nhắn, vô tình làm rơi điện thoại ra ngoài. Vừa hay bị giáo sư Kang ở bên ngoài phát hiện ra. Anh ta biết người trốn trong nhà vệ sinh chắc chắn là người vừa nãy đánh đàn. Lúc này, Sun Che chỉ có thể mạo hiểm, thò tay ra ngoài lấy điện thoại. Giáo sư Kang ngồi xổm ở một bên, lặng lẽ quan sát. Sun Che thành công lấy được điện thoại, cứ tưởng rằng bên ngoài không có ai, bèn mở cửa định nhân cơ hội bỏ chạy. Ai ngờ vừa mới ra đã bị giáo sư Kang chặn lại. Đúng lúc này, anh ấy nghe thấy có người đang đến đây tìm kiếm, thế là vội vàng đẩy Sun Che vào bên trong. Khi kiểm tra đến chỗ họ, giáo sư liền bao che giúp anh ấy, cuối cùng còn đưa anh ấy ra ngoài. Hóa ra tiếng đàn vừa nãy của Sun Che đã lọt vào tai giáo sư. Anh vừa nghe đã biết Sun Che chắc chắn có thiên phú về piano, thế là quyết định giúp đỡ anh ấy. Ngày hôm sau giáo sư còn mời anh ấy đến nhà, bảo He Won giúp đỡ thu nhận anh ấy làm học sinh. Sun Che theo cô đến phòng luyện đàn nhưng anh không chịu đánh đàn. He Won liền nói nếu như không đánh thì hãy theo cô ấy đến đồn cảnh sát, khai báo rõ ràng về chuyện tối hôm qua. Sun Che ngoan ngoãn ngồi xuống biểu diễn, vừa mới đánh đã khiến He Won phải thay đổi cái nhìn về mình. Cuối cùng cô ấy không nhịn được mà ngồi xuống đánh đàn cùng anh. Sau khi kết thúc cảm xúc của hai người mãi mới bình tĩnh lại được. Dường như linh hồn của cả hai đã hòa làm một. Đến buổi tối lúc đi ngủ, họ bắt đầu nhớ về đối phương. Người phụ nữ này ngày nào cũng cầm gương soi xem chân mình, chỉ vì một chàng trai khen chân của cô ấy rất đẹp. Hóa ra cô ấy cùng với giáo sư Kang đến thăm nhà Sun Che. Vừa mới ngồi xuống, chân của cô đã bị dính vào bẫy chuột. Giáo sư Kang nghe nói trong nhà có chuột, sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài. Sun Che lập tức cầm một tờ giấy, giúp He Won gỡ bẫy dính chuột ra khỏi chân, còn nhẹ nhàng bảo cô ấy cố chịu một chút, có lẽ sẽ hơi đau. Giáo sư Kang nghe thấy tiếng hét của He Won mới chịu chạy vào, thấy cô ấy không có gì đáng ngại lại chuồn ra ngoài ngay. Lúc này, Sun Che trực tiếp bế bổng cô ấy lên, đưa cô ấy đến nhà vệ sinh, định rửa chân giúp cô ấy. Đúng lúc bạn của anh đến nhà tìm, vì muốn mình và cô giáo có thể ở cạnh nhau lâu thêm một tí nữa, anh dứt khoát đuổi bạn mình về. Sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt giày của He Won trở lại. Mục đích chính hôm nay cô ấy đến đây chính là muốn nghe Sun Che dùng piano đánh một bản nhạc, để đảm bảo anh có thể thành công vượt qua kỳ thi. Nhưng Sun Che vì nhìn thấy đôi chân tuyệt đẹp của cô kích động không biết phải làm gì, đến nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Để khiến bản thân bình tĩnh lại, anh quay người đi lấy quần áo của He Won rồi bảo cô ấy hãy mau rời đi, nói rằng ngày mai anh sẽ đến tìm cô để đánh đàn. He Won có chút không bằng lòng nhưng cũng không làm được gì. Bấy giờ cô vẫn chưa phát hiện ra biểu hiện khác thường của anh. Về đến nhà, He Won nhận được một tin nhắn của bạn qua mạng. Người đó nói với cô rằng mình đã yêu một người con gái không nên yêu, nhưng vẫn không kiểm soát được con tim. Người đó thậm chí còn kể lại mọi chuyện giữa hai người họ cho cô nghe. Nhìn nội dung người đó chia sẻ, Sun Che mới ngớ người ra. Cô bỗng nhận ra người bạn qua mạng lại chính là Sun Che. Hóa ra mấy ngày trước, He Won cùng giáo sư Kang xem video, cô vô tình phát hiện ngón áp út của người trong đoạn video đang run, bèn đoán ngón tay của anh ấy bị viêm. Bởi vì cô cũng từng gặp phải trường hợp như vậy, nên mới bất đắc dĩ phải từ bỏ sự nghiệp đánh đàn. Thế là có lòng tốt nhắn tin cho đối phương, giới thiệu cho anh ấy một bệnh viện tốt, bảo anh ấy qua đó kiểm tra. Cứ như vậy, hai người dần dần trở thành bạn tốt của nhau trên mạng xã hội. Mặc dù He Won biết đối phương chính là Sun Che, nhưng cô không nói cho anh biết thân phận của mình, mà tiếp tục dùng danh nghĩa bạn qua mạng để nói chuyện với anh. Bấy giờ Sun Che vẫn đang mải mê khen ngợi cô gái mình thích đẹp thế nào, tốt bụng ra sao, còn khen chân của cô vô cùng đẹp, làm cho anh nhìn đến chăm chú. Điều này khiến He Won vô thức nhìn xuống dưới chân mình xem nó đẹp chỗ nào. Sun Che tiếp tục nói trên người cô gái ấy còn có một mùi hương đặc biệt, khiến anh càng thêm đắm đuối. Câu nói này lại khiến He Won vô thức ngửi tay mình, xem rốt cuộc người mình có mùi gì. Sau khi trò chuyện kết thúc, trái tim cô đã bị Sun Che làm cho rung động. Cô nhìn bản thân mình trong điện thoại, xem có còn hấp dẫn như lúc trước không. Kể từ đó về sau, He Won cũng bắt đầu trau chuốt cho đôi chân của mình. Được rồi, tới đây thôi. Nhấn theo dõi để xem diễn biến tiếp theo của bộ phim nhé.